Hello, xin chào bạn, mình là Nam đây. Sự kiện quà Trung Thu đã diễn ra được 6 ngày rồi, còn 9 ngày nữa kết thúc thôi. Các bạn đã mở được những phần thưởng lớn chưa? Hôm nay mình sẽ có một lượt mở nữa, mình sẽ mở thử xem là được quà gì không nào. Ui, phần thưởng trùng đặc các bạn ạ. Mình thì đã mở được hết những cái phần thưởng lớn đấy rồi. Cả nói là mình cũng khá là may mắn khi mình chỉ mở khoảng 10 hộp thì nó đã ra tất cả rồi. Cái đầu tiên đã ra cái số tích rồi. Riêng thì có mỗi mở trứng để lấy vũ khí exotic là mình đen thôi. Mình mở khoảng 200.000 trứng rồi mà chưa được ra cái exotic nào. Đấy, từ cái map trước được map 21 đến giờ. Do mình không mua cái game pass mà siêu may mắn ấy, nên là tỷ lệ ra được exotic là rất chi là khó. Đấy, hôm nay thì mình sẽ thử nâng cấp Mac Never một con 3. Hết khoảng bao nhiêu quy các bạn nhá. Đấy, trước mình đã có một quả trứng con này never trứng hai này, bây giờ mình sẽ lấy rút ra, mình đã chuẩn bị được 3 con rồi. Rất may mắn là mình cũng mở được rất nhiều trứng hai. Trước thì mình đã nâng cấp một con này lên never 240 là tối đa theo map này, và dam là 289T. Mình thấy hai con rất hữu ích. Thứ nhất là một con này đánh ở trên bản đồ này tăng, nó có kỹ năng tăng sát thương của mình và tăng sát thương của pet này trên bản đồ, và con thứ hai là tăng sát thương ở tháp này. Trước mình đã nâng cấp là 100 lên never 171 rồi, hôm nay mình sẽ cho lên 3, sau đó lên max never tiếp, mất 4 con 2 để lên được một con 3. À, không cần thêm nữa, mình sẽ tiến hóa thôi. Nào cùng xem biến hình nào. Ui, ra ngay một con cóc các bạn ạ. Con này giống con ở bàn thờ thần tài này. Bây giờ nếu muốn lên tiếp là mất khoảng 5 con 2 mới lên được một từ Q2 tiên tiến lên Q3 tiên tiến, mà mất 5 5 con 2 rồi. 5 con 3. Thế mà các bạn đã con pet 4 rồi thì chứng tỏ các bạn rất pro. Những bạn nào có pet 4, pet 5 rồi thì chỉ là pro. Đấy các bạn thấy không? Tăng sát thương lên 3% rồi, kỹ năng chung đấy. Đấy. Những con này thì nó chỉ là tăng may mắn này. Đấy, con này tăng cái địa quy này. Đấy. Thế thực ra là các bạn mở được nhiều con nào ra thì các bạn hãy nâng cấp nó lên. Trước này mình nên cước lên một nâng cấp 170 lên 171 never, hết khoảng 400 MQ rồi. Và hiện tại hôm nay mình có 761 M. Mình sẽ nâng max never con này xem hết khoảng bao nhiêu. Và xem là tổng để max một never một con này thì hết khoảng bao nhiêu MQ các bạn nha. Đây, mỗi lần nâng cấp mỗi một never hết 4,17. Đấy, nó tăng theo cấp này các bạn ạ. 422 này. Đấy. 426 này nó sẽ tăng dần tăng dần. Đam thì từ đam hiện tại vẫn là B thôi. 526 này, 29B này, lên 700B rồi. Và Never 186 rồi. Bắt đầu đam được tính thằng T rồi các bạn này. Đấy. Và Q thì vẫn cứ tăng dần thôi. 4,58, 4,61. Hiện tại nó hết hơn khoảng hơn 100 M rồi. Hết hơn 100 MQ rồi các bạn. Lên level 200 rồi các bạn nhé. Đam là 6T rồi. Mình tiếp tục nâng tiếp xem nào. Level 215 rồi. Nhà mỗi lần nâng cấp hết hơn 5 M rồi. Sáu tư t rồi các bạn ơi. Các bạn càng ngày sau thì cái đam nó nhảy càng mạnh này, tăng liền lúc hơn 20T này, 37 rồi các bạn ơi. Hai never nữa là mình mắc thôi. Hiện tại là nếu mà lên bây giờ 240 thì cũng 289T rồi các bạn ơi, cũng giống con kia thôi. Mình dùng hai phương thức để nâng cấp lên never lên, nhưng mà xem đam nó khác nhau không, nhưng mà tất cả nó vẫn giống nhau các bạn. Max Never mà cùng một cấp thì nó vẫn thế thôi.
con nào nên ba mà nên mắc never thì ram vẫn thế thôi, không gì thay đổi cả. Phương thức các bạn có thể dùng khác nhau thế. Đấy, bây giờ sẽ 5.5m một lần rồi. Hiện tại đó nó mắc never, nó không cho nâng cấp nữa các bạn ạ. Sắp tới nếu có map 23 thì nó sẽ nâng cấp cho 10 never nữa. Và mình còn 427m, vậy là mất 334m cộng với 400m từ never 1 lên never 171 nữa. Thế là cũng hết 734m các bạn nhé. Các bạn nâng cấp max never cho một con từ 1 lên 3, các bạn sẽ tốn mất khoảng hơn 700m. Ui, đấy, lúc đầu có thể nâng cấp mãi không thấy nó tăng đam mấy, nhưng mà càng về sau thì các bạn thấy đam nó tăng một cách khủng khiếp. Và bây giờ thì mình sẽ dạy thêm một số kỹ năng cho con pet này. Pet của mình thì chưa có kỹ năng gì cả, mỗi kỹ năng cùi bắp, nên mình sẽ dạy thêm. Các bạn để ý là nếu con nào dạy kỹ năng xong nó sẽ bị biến mất nhá, nên các bạn đừng dùng những con vĩnh cửu để dạy kỹ năng. Những con huyền thoại như này này, hãy xem nó có kỹ năng gì mà tăng đam, tăng niếc hay là tăng sát thương gì đấy. Đấy, còn hai kỹ năng chính kia thì không nói rồi. Đấy, thêm những kỹ năng phụ này. Hiện tại thì mình những con này mình chưa kỹ năng gì nổi bật lắm, để sau này mình sẽ cứ dạy tạm cho nó nấp hết những chỗ trống này đã. Đấy, sau này nếu mà có những con pet khác có kỹ năng hay hơn thì mình sẽ truyền sang cho. Đấy, lúc đầu là đam nó chỉ 320 thôi, mà sau nên đang đam 289T thì không mất khá nhiều thời gian. Cộng với sự may mắn đó, các bạn này, nếu các bạn không mua trứng ấy, thì để mở không thì có thể nói là rất lâu mới mở đủ 4 con pet 2 này. Bây giờ mình sẽ test luôn con pet này xem các bạn nhé. Đánh luôn cái tháp này xem nào. Mình đang ở tầng 290 rồi. Đấy, đầu tiên mình phải thay cái spell này vào. Rồi, có spell mà tăng 3-500 đam đâu. Đúng rồi. Đấy, các bạn đi tháp nhớ dùng cái đấy nhá. Rồi. Bạn thấy không? Đam của nó là 8.69p này. Đấy, đây là kỹ năng độc đáo nha, kỹ năng của từng con riêng này. Đây, hai con này đam giống nhau này, 8.69 này. Đấy, đam giống nhau thì spell đam kỹ năng thì đam của kỹ năng cũng thế thôi. Mình đã ở tầng 290 rồi, mình sẽ thử đánh tiếp xem nào. Lần trước thì tầng 291 thì mình đánh đã không qua được, bởi vì không đủ thời gian. Mega máu rất chi trâu. Rồi mình thay cái spell bút tháp vào cái đầu sừng này để chuyên đánh boss rồi này. Bây giờ mình sẽ thay đánh Mega vào từ cái bản cập nhật bản 31 à 32 thì có thêm rất nhiều cái bút tháp mới này. Các bạn nào mà hiểu biết về cái bút tháp này thì các bạn xem cái nào mạnh nhất thì các bạn comment giúp mình nhá. Đấy, mình thì chưa có nhiều thời gian để test cái này nó. Các bạn biết cái nào mà mạnh nhất, phù hợp nhất để đánh Mega thì các bạn bảo mình. Đấy, boss đánh boss thì dùng cái có sừng rồi, Mega thì dùng cái đầu nâu kia rồi. Đấy, còn những cái khác mà các bạn thấy nào cái mạnh nhất thì bạn comment giúp mình nhá. Lần này thì chắc chắn là mình sẽ qua được rồi, nhờ con pet mới và một số búp tháp thì cuối cùng mình cũng qua được cái ải này, nhưng thời gian nó xích sao thôi. Hiện tại thì cũng dây cuối cùng mình đánh được qua những con Mega này, còn càng về sau thì những tầng tháp thì quái nó càng khủng hơn. Đấy, video mình hôm nay kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video mình nha. Các bạn hãy giúp mình một like, một share và nhớ subscribe nha. Bye bye.